bất ngờ cháu ruột của nghệ sĩ Vũ Linh, giống Hồng Lan, thân phận thật được hé lộ. Theo đoạn video được chia sẻ, nhóm của gia đình cô xã Hồng Nhung cách đây hơn một tuần lên viếng mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Trong đoàn đó có một người con gái có nét mặt rất giống Hồng Lan. Theo như được biết, chị này tên Hạnh, là con của bác Tư, là anh ruột của nghệ sĩ Vũ Linh, đã qua đời năm ông 50 mấy tuổi. Sự mất mát này khiến cho nghệ sĩ Vũ Linh đau buồn trong một thời gian dài. Nhìn những nét trên khuôn mặt của chị Hạnh hào hào giống với Hồng Lan. Cách đây không lâu, Hồng Phượng từng tiết lộ lúc cậu ẵm Hồng Lan về thì Hồng Lan rất giống với chị hai của cậu. Sau này Hồng Lan lớn lên thì lại có nét rất giống với mẹ của em. Người cháu của nghệ sĩ Vũ Linh cũng còn ba người em nữa, trong đó có một người em trai từng đi chung với Dung Dung và Hồng Lan. Vào thời nhỏ, Hồng Lan được bác Tư rất thương yêu. Trong những tấm ảnh thời bé của Hồng Lan, bác Tư chụp cùng cháu, ông rất yêu thương con nghệ sĩ Vũ Linh giống như con ruột của mình. Cũng có thể vì tuổi thơ của Hồng Lan gắn liền với những người con của bác Tư và con của người vợ trước với Tiểu Linh, nên khi lớn lên, cô cũng đã có tình cảm hết sức thân thiết với những người này. Theo như lời Hồng Lan đã chia sẻ, lúc mình và gia đình cô giáo Hồng Nhung phân chia gia tài, chính Dung Dung, con của nghệ sĩ Tiểu Linh, đã đứng về phía Hồng Lan. Và chính vì đó, nghệ sĩ Tiểu Linh đã từ mặt con gái. Mới đây, tường quay hình tại đây được một con bướm đậu trên cánh tay. Anh đuổi hoài nhưng con bướm không bay. Khán giả xung quanh đều nghĩ rằng đây cũng là hóa thân của nghệ sĩ Vũ Linh, muốn cảm ơn khán giả đã thường xuyên đến thắp nhang và cúng kiến cho ông. Vì lúc nghệ sĩ Vũ Linh còn sinh thời, ông cũng rất quý trọng khán giả. Máy khắc chữ hay ghê ha. Cái này thì có cái máy chuyên nghiệp, có điện rồi kéo vô khắc. Lý đến giám sát đây, coi. Đó. Bây giờ đã hiện lên nhân chữ cả nhà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bỏ dân ngoan pháp danh tâm giác ha.